Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Tôi là Him, quản lý mới của nhà hàng. Và đến với Mình Ăn Trưa Nhé, các bạn sẽ được gặp những ca sĩ, diễn viên, streamer, dancer. Và quan trọng hơn hết là các bạn sẽ được gặp Him. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với hai đội nhé. Xin mời. Chúng ta hãy cùng làm quen với hai đội chơi nhé. Xin mời đội bên phải. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Mẫn Nhi, năm nay mình 17 tuổi. Hai mọi người, mình là Fanny, mình 22 tuổi. Xin chào mọi người, mình là Nguyên Nguyên, 25 tuổi. Wow, ủa trẻ mà không sao. Ok, tên của đội bạn là 1, 2, 3, trẻ lắm nha. Tiếp theo với đội bên trái, xin mời các bạn. Xin chào mọi người, mình là An Vi. Không, mình không cần nói tuổi đâu ha. Đúng rồi. Quan trọng không phải là bao nhiêu tuổi mà nhìn như bao nhiêu tuổi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Anh chị mình mất tiếng Việt chứ hả? Tiếng Việt hả? Tiếng Việt. Xin chào mọi người, em tên là San Kimochi. Xin chào mọi người, mình là Trọng Nhân. Và hôm nay team của mình đặt tên là gì nhỉ? Hiểu không? Em đi tổng mình có thể đứng lên nè. Trời ơi, bên này không mấy mình lòng nha. Mình đồng lòng nào là đây là cái đèn kết. 1, 2, 3. Chị hiểu không? Ok, một cái tên rất là vui. Sắp hiểu. Bên mình cũng hiểu đúng không? Okay, em. Và bây giờ hai đội hãy cử ra hai đội trưởng để quảnh tù xì với nhau. Nhường em nhỏ nhất làm đội trưởng. Trẻ lắm nha. Nhỏ nhất. Em già nhất. Mình là trẻ mà. 1, 2, 3. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vòng đầu tiên. Đúng rồi, em muốn ai thi trước thì người đó thi trước chứ. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vòng đầu tiên, vòng đi chợ. Hai đội chơi sẽ lần lượt vào vai trò của thực khách và nhân viên quán ăn. Tất cả các thành viên trong đội nhân viên quán ăn đều phải đeo tai nghe để không thể nghe được thông tin từ người khác. Ở vòng thi đầu tiên, vòng đi chợ, trong vòng 3 phút, đội chơi vào vai thực khách sẽ lần lượt yêu cầu các nguyên liệu nấu ăn cho thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn. Thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn sẽ truyền thông tin cho thành viên thứ hai. Thành viên thứ hai sẽ truyền thông tin cho thành viên cuối cùng của đội để lấy nguyên liệu mà đội thực khách yêu cầu. Sau hai lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành chiến thắng và giành được một điểm của vòng đi chợ. Và bây giờ, cuộc đấu được chính thức bắt đầu. Bánh good, cà phê, cốc dừa, bánh good. Bánh ướt hả? Em biết là sai rồi. Cốc dừa. Tôm nướng. Tôm nướng. Tôm hoặc là sốt cũng được. Sốt nướng á. Sốt nướng. Bánh bông lan kem hương cốm. Bánh bông lan kem nước sốt. Bánh bông lan kem nước sốt. Bánh bông lan kèm nước sốt. Bánh bông lan kèm với sốt. Bánh bông lan. Bánh bông lan. Kèm với sốt. Kèm nước sốt. Sốt đúng rồi, bánh bông lan. Rồi, tiếp. Mì lẩu thái tôm. Mì lẩu thái. Tôm. Ăn với cơm. Đúng rồi, đồng đội hay quá. Mì mà sao ăn với cơm? Mì lẩu thái tôm. Con tôm á. Bắt cái bịt. Đi tìm. Cháo nấm đồng cồn. Nấm đồng cồn. Chết tôi rồi. Em không nghe gì anh nữa. Anh nhả nhặn hả? Em không nghe gì hết. Thời gian còn 5. Em không nghe gì hết. Không chịu lại luôn. 1. Hết giờ. Bên này không nghe gì hết. Và kết thúc lượt đấu đầu tiên thì 1, 2, 3. Các bạn lấy được 3 phần quà.
Đầu tiên, bánh good mà các bạn nghe là tôm nướng và còn sốt nướng nữa. Đâu? Ủa cái sốt út đồ nướng đúng đúng ta. Đây là đồ sốt. Chị hiểu không? Chị hiểu rồi. Các bạn bị trừ điểm. Tiếp theo là bánh bông lan kem hương cốm mà các bạn đọc là bánh bông lan kèm nước sốt. Nhưng mà lấy cũng đúng nè. Bánh bông lan là đúng rồi đó. Các bạn được 1 điểm. Tiếp theo là mì lẩu thái tôm và các bạn dịch ra là mì ăn với cơm. Và có 1 mì lẩu thái tôm. Tiếp theo và là món cuối cùng, cháo nấm đông cô, thì các bạn nghe ra là em không nghe gì hết. Lượt đầu tiên thì đội chị hiểu không? Đúng được 2 món. Và tiếp theo, cười người ta cho lắm. Nghe có dữ dằn mặt. Đâu đây rồi. Có sự quật quật nhẹ rồi đó mọi người, cố lên. Và lượt thi của đội tiếp theo, xin mời. Và bây giờ, lượt thi đấu của trẻ lắm nha, xin phép được bắt đầu. Râu rừng trảng bàn tay ninh. Cái gì? Râu rừng trảng bàn tay ninh. Cái gì? Thái Trinh gì? Đúng 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 đúng. Râu rừng trảng bàn tay ninh. Nước lẩu em ơi. Nước lẩu. Nước. Nước lẩu. Chắc vậy á. Nước lẩu. Nước. Nước lẩu, nước lẩu. Đúng rồi, nước lẩu. Vậy thôi hả? Trời, tim bạn xuất sắc quá. Ok, tiếp. Nhân. Quá hay. Rau câu. Trà sữa. Rau câu, câu. Hương trái cây. Hương chanh dây. Rau câu hương trái cây. Ba lần rồi. Trà sữa. Ba lần rồi. Hương chanh dây. Xin mời. Trà sữa. Trà sữa. Hương chanh dây. Hương chanh dây. Trà sữa. Trà sữa. Hương chanh dây. Trà sữa chanh dây. Đúng. Hay rồi. Ê, không có tìm ra. Để không? Bánh gạo lứt thiết rồng. Bánh kẹo gì? Lứt. Là gì có nước lẩu với trà sữa chanh dây. Mạnh mẽ lên nè. Bánh kẹo. Bánh kẹo. Bánh. 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 Kẹo. Bánh dày. Bánh dài. Kẹo. Bánh kẹo. Hương gì đó thì không biết. Bất lực quá. Bánh. Bánh. Kẹo. Kẹo. Dài. Dài. Xà lách thủy canh. Xà lách thủy canh. Xà lách gì? Thủy canh. Thủy canh. Yes. Đúng là một món rồi đó. Xà lách. Xà. Xà. Xà lách. Rau xà lách. À rau xà lách. Xà lách gì á thì không biết. Xà lách thủy canh gì đó. Xà lách. Xà lách xà lách. Xà lách. Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho. Hủ tiếu bò kho. Này là xà lách rồi. Thế là cái này. Và bây giờ còn 5 4 Lấy đại đi anh, lấy đại đi. 2 Ở dưới. 1 Hết giờ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Rất xứng đáng cho đội bạn đấy. Và bây giờ, đầu tiên là rau rừng trảng bàn Tây Ninh. Thành nước lẩu luôn. Nước lẩu. Thì Fanny nghe là ra ca sĩ Thái Trinh. Và chuyển qua bên kia thì ra thành nước lẩu. Có gì vậy? Nước lẩu gì liên quan gì đến cháo? Sao lấy cháo thịt bằm là sao ta? Lấy đại thôi. Nước lẩu. Cứ để cái khẩu hình miệng. Đội bạn bị trừ 1 điểm. Thạch rau câu hương trái cây. Thì các bạn nghe là trà sữa hương chanh dây. Ủa có không? Ghê thiệt. Giờ anh lấy đại đó. Thạch rau câu hương trái cây thì các bạn đã lấy đúng 1. Hay. Wow. Mình không nghe được luôn. 2 điểm luôn. Các bạn hãy vỗ tay đi, số lượng đúng lên tới 1. Bánh gạo lứt huyết rồng. Các bạn nghe ra là bánh kẹo. Bạn này nghe ra là bánh dài. Bánh dài là bánh đó, sao lấy ta? Hết mấy cái dài dài này. Tiếp theo là salad thủy canh. Cái này đúng không? Đúng rồi. Minh ơi. This is the bắp cải. Oh, really? Rau cải mà. Còn cầm cái cây cải kia lên hỏi hai cái là hai cái nào nữa. Các bạn bị trừ 1 điểm. Và tiếp theo món cuối cùng là hủ tiếu bò kho. Các bạn lấy kem đá hơn trái cây. Và số lượng đúng của các bạn lên tới 1 điểm. Hay quá. Yeah, các bạn vỗ tay. Và tôi xin công bố kết quả. Vòng 1, thắng nghiêng về đội
Chị hiểu không? Và bây giờ chúng ta hãy bước vào vòng 2, vòng gọi món.